Mình xin chào cả nhà nhé. Tan trường một cái là muốn trở về ngay ngôi nhà của mình. Đấy, chuẩn bị cơm nước cho bữa trưa đây cả nhà. Bây giờ thì lên trên sân vườn, ban công nho nhỏ để thu hoạch rau ăn bữa trưa cả nhà nhé. Trên ban công của mình hôm nay là có cải can le này. Đấy, su hào này, su hào cũng ăn được rồi đấy cả nhà. Nhà mình cứ hay ăn nhỏ nhỏ kiểu này này. Đấy, thì rất là non. Cải thảo cả nhà. Vài cây bắp cải tím. Dâu tây. Giờ mình sẽ đi thu hoạch cái su hào này cả nhà nhé. Đang rửa tay trên đây. Chị đang rửa tay. Mấy cái lá già này bỏ lại làm phân cả nhà nhé. Chả bỏ đi đâu thứ gì. Còn mấy cái lá non này thì mình vẫn luộc và xào ăn được cả nhà. Ơi. Ừ. Đây cả nhà này. Đấy, su hào yêu chưa? Su hào mình cấy muộn thì ăn muộn cả nhà. Bắt đầu xuất hiện sâu xanh đây này. Nhìn thấy không? Cứ trồng liên tục cả nhà, kế tiếp rau nọ rau kia để có rau ăn ấy. Mấy em cải hoa hồng của mình. Trồng vì đam mê cả nhà. Ăn thì có đáng mấy đâu. Chỗ này mai mình đang tính cái gì đây? Chưa nghĩ ra cả nhà. Wow, súp lơ bữa nay to chưa? Đấy. Tuần nữa là ăn được bắp này. Bông này bé nhất. Những hạt mưa rơi xuống đọng lại như những hạt ngọc ấy. Mấy em này cũng đáng yêu chưa cả nhà. Và mình đi thu hoạch cái cải can le này cả nhà nhé. Thu hoạch xong lại bổ sung dinh dưỡng ấy cho nó non. Mình chưa ăn thử cái cải can le này xem nó như thế nào. Chỉ biết mọi người chia sẻ là nó rất giàu dinh dưỡng cả nhà. Không phải cái non non này mà ăn này. Cái già mình có thể bỏ đi. Người ta ép nước uống đấy cả nhà. Ngắm lại mấy cô nàng súp nơ này một lần nữa nhé, rồi chào tạm biệt xuống nhà dưới cả nhà ơi. Đấy, ban công nhỏ hẹp có một xíu thôi, mình cũng tận dụng trồng được ôi ối rau để ăn đấy. Có hàng xóm.
Hàng xóm cũng đam mê giống mình, thích trồng rau hoa. Nhưng mà chủ yếu họ trồng hoa, đam mê hoa, thì mình lại đam mê rau cả nhà. Wow, cái này nắm sâu quá. Trời hôm nay âm u mây mưa, mưa xuân cả nhà. Wow, rất là nặng cả nhà ạ. Trái dâu tây ấy, nặng. Nó đang ra rất nhiều những cái chồi hoa mới cả nhà nhé. Trời nụ và hoa mới đây này. Đây này. Đấy. Nhiều lắm. Đợt này mình sẽ nhân ra nhiều bầu dâu tây hơn. Để sang năm có nhiều dâu tây chia sẻ và khoe với cả nhà nhé. Tôi lốt cái cả cái đèn này cả nhà này. Mấy cái ông hàng xóm đang nói chuyện, nói dùng từ không được văn hóa lắm. Cả nhà thông cảm nhé. Dân dã cứ nói chuyện với nhau vậy mà. Cái cải cúc này này, tần ô, miền Nam gọi là tần ô ấy, là thu hoạch lần thứ 2 cả nhà. Mình thu hoạch như vậy xong lại để tiếp tục nó lại đâm mầm mới cả nhà. Đấy, mỗi một chậu tầm được một bó như thế này cả nhà. Thế thôi. Nhà mình ít người ấy. Thu hoạch vậy rồi ăn thôi. Đây một chậu nữa đây cả nhà. Đất tơi xốp quá xong là thi thoảng là thu hoạch là lôi cả gốc cả cây lên cả nhà. Đây là mấy em cải thìa hoa vàng cả nhà. Đây, bữa nay mình thu hoạch được bằng này cả nhà, cải cúc này, cải cái le xoăn này, cái le tím này. Và mấy củ su hào phía dưới đây cả nhà. Đấy, mấy em su hào hé hé này lại đấy. Thế này để ăn cả ngày cả nhà. Đây mưa mưa rét rét để ngại ra vườn thì thu hoạch luôn để ăn bữa trưa và bữa tối cả nhà nhé. Mấy anh chàng cà chua này này. Đấy. Đang cho rất là nhiều bông.
không biết là lạnh như vậy có đậu quả không nữa cả nhà. Cái súp lơ này cứ nhẩn nha rồi thu hoạch dần thôi. Có lẽ video của mình hôm nay xin tạm dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Nếu yêu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.